Tí nữa à? Dưới con này, dưới con. Nặng đấy. Ấy tao bảo chọc con dưới con mà. Thế nào? Cẩn thận nó đốt vào tay nhá. Phải hơn con. Con này á? Hơn con thật. Con này á? Cân rưỡi. Con này cân rưỡi. Nó chặt luôn. Đấy tao bảo dưới con. Khế khế còn con nữa. Vẫn còn đấy. Ừ. Nãy tao chọc nó vào dưới con chít chít. Hả? Thế rồi, mỗi con. Chả nhẽ mà nó để mỗi con dưới con á? Đéo hết được nhỉ? Hết rồi. Xem ngát bên kia thử. Không có. Sao có mỗi con nhỉ? Ui nặng lắm. Nó tận đến đấy mà. Ui con mà nặng. Cựu cầu thủ ở cái đất này. Bởi vì nó... Cựu cầu thủ. Lúc này nó bới hố rộng là được. Cả con nó phải bới hố rộng. Tao chọc thấy chít chít mà lẹ. Con làm thục thật. Quát dễ nhỉ. Đấy đến đến tầm của nó quát dễ thật. Con này đặc dùi mốc. Mỗi con tao bảo có mỗi con. Còn mình hớt hết. Nó đảo thế nào mà con nó đi thi. Một à, con này khỏe. Hai chú nha mọi người ơi. Hai con. Trẻ cứ che để kẹp cua. Kẹp mồm nó vào á. Trẻ cứ che để kẹp cua. Kẹp này cái đuôi sai á. Phu nhân mày bảo chỉ thế là thấy. Ôi trời ơi. Ôi đấy. Chỉ thế là thấy. À, lắp giả xẻng gì sơn đi. Không mang về giả gì. Vậy lắp rồi. Xẻng với cái cuốc đó nhá. Con mẹ đốt đang xem à? Mẹ nó bảo chỉ thế là thích à? Ừ. Mày bảo chả thích. Tú đó à, chả thích. Tú quay đây nào Tú. Thằng nào có kinh nghiệm thì nốt. Con này nặng thật. Mẹ đi mất. Ui con này nó vẫn nặng kéo. Có mỗi đứa con. Con này thời điểm nó đang đi tơ mà nó phải... Nhanh không nào. Có mỗi con gì vậy? Con này ở đây lâu rồi, không phải là... Cựu cầu thủ đấy. Có anh sang đây cầm con này nữa này. Phu nhân mày bảo rượu lại vắt lưỡi. Tú ở lưỡi. Tú ở lưỡi không không vắt đâu. Ông Bình bảo là của tao thả nuôi ở đấy đấy. Mình cả. Hai chú nhá. Ê à, mình phải ăn chết con rồi cái thằng này. Con này nuôi nào đi. Không phải nuôi nhưng cắn chết thì tội nó ra. Nó cắn đấy, nó bực, nó cắn. Nó điên à? Nó sắp chết, nó chả điên. Vâng, anh Luân ơi, anh tận Sài Gòn ra kịp sao được. Luân à? Không, anh vẫn. Hai chú. Chắc khoảng 3 cân 4 nhỉ? Hai con này nhỉ? Này, này con này cần 6 cân 7. Ba con này nhỉ? Con đi con cả, con được khi... Cả ấy à? Ây à, ây à. Cẩn thận nó lên tay đấy. Mày ấy đây để tao thụt vẽ đi. Không thụt được đâu. Từ. Không có ống to à? Từ. Ơ thôi. Được rồi. Ơ. Tắt điện thoại đi. Chạy nhanh thế nhỉ? Ngủ nhanh lắm. Được có mỗi hai con thôi cậu ơi. Tao thì ghê lắm gì. Ba nhìn quả hố như đào đi sang Trung Quốc, đào hầm sang Trung Quốc. Con này cũng là con cái luôn này. Cụ ạ. Con cái. Có cô Đông ơi. Mẹo đảo kinh chứ kiểu mòn hết răng luôn. Kiểu mòn hết răng rồi. Mòn hết răng rồi. To thật. Này cầm đi. Thế con này. Con này buộc mẹ vào túi hay buộc vào gì nhỉ? Mày cởi cái chân tất mày ra. Nấu mẹ nón chuối ăn cho ngon. Ừ. Nấu hết này. Thế nấu bổ, bổ mẹ nón chuối. Bổ nhá. Được hai con. Vâng, được hai con ạ.
có cà chua ấy, cho ít 1-2 quả cà chua vào. Ừ. Mẻ nữa. Đây con đây mới gọi này. Đây mới gọi con siêu to khổng lồ đây. Úi, con này con siêu to khổng lồ. Phải cần rưỡi chắc chắn luôn. Nặng. Đấy còn đang nuôi con nhưng mà không biết nó còn bú không? Không, loại này chắc không bú nữa rồi. Nó dẫn đi ăn rồi. Rồi ra. Ra kịp chuẩn bị chắc. Tí không... to thế. Tí to không bú. Con này nó cứ chúa cái đồi này rồi nhỉ. Chúa đối khịp tao già cựu cựu chiến binh đừng lẩn vẩn gần tay ý, nó chơi cho nam mới xách con này đi để tao đi ấy là tao nhặt cái thứ vào trong rút, bình cởi tắt ra để tao cởi đi chứ con này vừa móc con thế chứng tỏ vẫn có gì được của